Xin mến chào quý bà con cô bác. Hôm nay hiện tại bây giờ Minh Toàn đang đi quay cái video mà cái khu gửi đến quý bà con cô bác về cái khu mà ở bãi cháy này. Và hiện giờ Minh Toàn đang đi là ở chỗ ao cá Hạ Long. Hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác cũng như là đặc biệt đến các anh là cái video về cái khu mà người ta vẫn hay gọi là khu đèn đỏ hay là khu dành cho đàn ông của ở Hạ Long này. Đây, quý bà con cô bác đang thấy là Minh Toàn đang đi ở chỗ ao cá. Và ở buổi tối ở Hạ Long thì đây là cái khu mà khu ao cá chứ không phải là khu dưới Hạ Long Bay. Minh Toàn nghĩ là ở dưới khu là khu Hạ Long Bay nó sẽ là sầm uất hơn và đẹp hơn khu ao cá này. Sẽ có dịp Minh Toàn xuống dưới Hạ Long Bay và buổi tối để mà quay những cái hình ảnh buổi tối về Hạ Long Bay gửi đến quý bà con cô bác để quý bà con cô bác có thể cảm nhận được. Như quý bà con cô bác đang nhìn thấy là Minh Toàn ở đây đang đi là đi ở đến hướng từ Cái Dăm ra ngã tư ao cá. Ở đây Minh Toàn đi quay cái khu giải trí này thì là cái khu mà Minh Toàn quay để mà gửi đến quý bà con cô bác để quý bà con cô bác có thể hiểu thêm về Hạ Long cũng như là về Việt Nam chúng ta ngày nay, chứ không phải Minh Toàn đi với mục đích là soi mói hay là cái gì đâu ạ. Nên mà rất mong quý bà con cô bác hoặc là các anh chị quý vị các bạn nếu mà xem được video này thì cũng xin thông cảm cho Minh Toàn ạ. Và đây là cái tuyến đường mà đi lên khu gọi là khu vui chơi giải trí và khu đèn đỏ của Hạ Long. Nơi Toàn đang đi ở đây là thuộc phường Giếng Đáy của thành phố Hạ Long. Trên con đường này thì như quý bà con cô bác ấy đang thấy là các cái xe cẩu và ô tô làm đường ở bên kia. Và đường này nó thành 8 đến 10 làn đường. Thành 8 làn đường quý bà con cô bác ạ, 8 đến 10 làn đường. Và nơi đây thì cũng chưa được sầm uất lắm so với Hạ Long Bay. Buổi tối đường ở đây, đường này thì khá là vắng quý bà con cô bác ạ, thấy rất là ít người. Gần đây thì có các cái quán như là lẩu cua sông, lẩu cua đồng, rồi bia góc phố. Đây, và bắt đầu đến khu này rồi chú bà con.
Minh Toàn đang đi ở khu này, thành ra Minh Toàn cũng chiếc đường này xe công đi nhiều quá bà con. Như quý bà con có bác thấy các cái cà phê đèn mờ, ví dụ như Mộc Lan 1 này. Đấy, cà phê đèn mờ này là đây là những cái tụ điểm mà rất là Minh Toàn vừa quan sát thấy là một tốp khách đang ngồi ở trong đấy và chờ, không biết là chờ cái gì. Đây, đây một quán nữa. Quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được chỉ có khoảng mấy trăm mét thôi, nhưng mà ở khu này là một trong những cái điểm giải trí trong ngoặc kép của Bãi Cháy nói riêng và của Hạ Long nói chung. Và khi quý bà con về đây thì cũng rất là nhiều các cái anh chàng về tìm những cái tụ điểm vừa rồi. Và như đây nữa, như đọc trước mặt chúng ta một số cái điểm như nhà nghỉ này. Đấy, nhà nghỉ này cũng có này. Rồi các cái đèn mờ đằng trước, ví dụ như các đèn mờ đằng trước thì quý bà con của bác cũng có thể thấy được cái sự nổi lên của những cái dịch vụ này. Quý bà con cũng có thể cảm nhận được Minh Toàn bởi vì là người ta cũng ghi nghĩ những cái lúc mà mình quay video về những cái này, thành ra quý bà con cũng thông cảm. Minh Toàn cũng không vào bên trong được. Đây, cà phê cỏ mây đây nữa. Rồi cà phê đầu kia nữa. Đầu này nó ở đây nữa. Đấy, quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy được. Hầu như ở cái đoạn này là cung đường giải trí
mà cứ cách khoảng mấy chục mét lại có một quán như thế, hoặc mấy mét lại có một quán. Đây quý bà con cô bác nhìn những cái đèn mờ mờ này. Đấy, là những cái điểm mà cánh mày râu hay vào đây để giải trí, chẳng hạn như đây. Đây có hai anh chàng ở đây. Bốn anh chàng luôn, phải hai anh chàng. Và hướng của Minh Toàn đang lưu thông là hướng từ cầu Bãi Cháy về chỗ ao cá Hạ Long. Thì ở đường này thì nhiều xe công và xe tải đi chạy rất là nhiều, bởi vì đường này nó lưu thông giữa các cái thành phố của Quảng Ninh ra đến Móng Cái, cũng như là Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh về Móng Cái. Thành ra là lượng xe đi ở đây, xe công với xe tải đi rất là nhiều, nên rất là bụi bà con cô bác ạ. Đây một số quán quý bà con cô bác có thể nhìn được, là ví dụ như là người ta treo cà phê thôi, nhưng mà bên trong đấy thì không biết là có cà phê để mà uống không, hay là có nước gì nữa. Và chúng ta khu vực này thì chúng ta đang lưu thông đằng trước cái này là khu công nghiệp Cái Lân. Đây khu công nghiệp Cái Lân. Đấy là khu công nghiệp Cái Lân. Còn chúng ta đang lưu thông đằng trước, cái tuyến đường đằng trước của khu công nghiệp Cái Lân. Như quán này thì quý bà con cô bác thấy là cũng có màu hồng, và chắc chắn bên trong đấy cũng có mấy em. Đúng rồi, có 4 em. À, quán này có một cái tên rất là hay, Nhớ Bia. Không biết là nhớ bia gì. Đường ở khu này thì đang làm nên mà khá là bụi. Bây giờ quán Minh Toàn thấy ít hơn là ngày xưa rồi, chứ bà con cô bác ạ. Minh Toàn xin mời chú bà con cô bác rẽ vào cái ngã ba Ba Lan này nhé. Bà con cô bác đang nhìn thấy là ở đây thì là một số cái nhà nghỉ như thế này, thì cũng nếu mà quý bà con cô bác và các anh mà vào nghỉ xong hỏi các dịch vụ thì đều có một số nhà nghỉ sẽ đáp ứng cho quý anh chị.
Đây, đây rất là nhiều nhà nghỉ karaoke luôn. Xinh đẹp quá. Đúng là gái một con trông bòn con mắt. Bà con các bác có thể nhìn thấy được đây là các cái dịch vụ của các cái nhà nghỉ. Thôi, video của Minh Toàn xin sắp được dừng tại đây. Và xin hẹn gặp lại quý bà con các bác trong những cái video tiếp theo.